Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của công ty Hàng Châu Đốc Việt Nam. Mình là Lượng Nhi kỹ thuật công ty. Thì cái video trước mình đã mở up cái đồng hồ rồi. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cho nó một cách đơn giản thôi. Thì ở đây đó đơn giản lắm. Trên đây nó sẽ có cái nguồn cấp nè. Các bạn cấp nguồn vào trong chân 27 của nó. Đó, chân 27 và cái ngõ ga của nó là tương ứng dưới hai cái ở đây cũng đây. Rồi, thì trong này nó có nhiều chức năng. Nói chung là gần như đầy đủ tất cả các chức năng có trên thị trường của một cái dòng timer cơ bản tương ứng cấp. Rồi các bạn xem đấy, đó cái dòng này thì cái màn hình thì của nó đang là màn hình hiển thị là theo như công bố của hãng là LCD ngược sáng, LCD âm á, nhưng mà mình không biết màn hình này kêu bằng cái gì nữa, nhưng mà nó nhìn rất là bắt mắt chứ không phải giống như mấy cái LCD mà kiểu nhìn vô ánh sáng nó chói không thấy được gì hết. Cái này thì các bạn có thể nghiêng mọi góc độ, có thể nhìn từ xa, bóng tối hay là ngoài nắng gì đó, tùy mình. Nói chung là nó sẽ thấy hết, nó không có bị ảnh hưởng chói sáng giống như là LED hay là cái LCD bình thường của mình. Rồi, cái dòng này thì mình có thể cài được cho nó rất là nhiều cái mod chức năng trong đây. Mình nhấn giữ nút MD để mình vào cái trang cài đặt, cài được rất nhiều cái, chỉnh giờ, phút giây, như là giây, micro giây đó, tùy mình. Rồi, mình có thể cài cho nó hai ngõ ga, L1 và L2 tỷ, ở đây mình có thể cài này. Khi nào đủ thời gian nó báo là báo xong rồi, khi nào đủ thời gian nó ngắt, tùy mình. Cái đó các bạn phải xem thêm trong catalog, nó sẽ để cho chúng ta cái cài theo cái kiểu nào của mình. Thì nếu các bạn có nhu cầu mua hàng hoặc là tìm hiểu sản phẩm, vui lòng liên hệ hệ thống đại lý của Hanzo hoặc là công ty Hanzo Việt Nam. Video này xin kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video hay hữu ích, vui lòng để lại like, subscribe cũng như là chia sẻ kênh bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại.